Con gái Vũ Linh được nữ đại gia quận 5 nhận làm con gái nuôi. Hồng Loan xúc động được bạn thân của ba Vũ Linh nhận làm con nuôi. Tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương, nữ đại gia quận 5 đến viếng người anh em chí cốt là bạn bè cực thân thiết và người chứng kiến sự trưởng thành của Hồng Loan. Cô thương và xúc động Loan mất mẹ từ sớm nhưng vẫn nhận được tình yêu thương trong vòng tay cha. Đứng trước mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh, nữ đại gia hứa sẽ lo mọi chi phí cho các con Hồng Loan ăn học đến năm 18 tuổi. Đặc biệt hơn, cô muốn nhận Hồng Loan làm con nuôi để có sự gắn kết và Hồng Loan sẽ có được chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa, Loan sẽ có mẹ. Hồng Loan rơi nước mắt, chỉ biết cảm ơn nữ đại gia và từ nay cô sẽ có mẹ. Sau sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh, trên các phương tiện truyền thông đã xuất hiện nhiều tin giả về sự xuất hiện của con gái ruột nghệ sĩ Vũ Linh, cho rằng Hồng Loan là con gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh. Hồng Loan hiện đã 37 tuổi, cô lập gia đình sống tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và vẫn bên cạnh chăm sóc ba từ trước đến nay, cùng với hai con nuôi của ông là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, Bình Tinh. Tại lễ tang nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan mặc đồ tang dành cho con gái, túc trực bên linh cữu ba. Theo Hồng Loan, ba muốn giấu thông tin trước báo chí trong nhiều năm liền để bảo vệ cuộc sống riêng tư của cô. Bản thân Hồng Loan cũng không theo nghề, không phải người của công chúng nên người biết về cô không nhiều. Sau khi thông tin liên quan đến Hồng Loan được công khai rộng rãi, những hình ảnh giữa cô và cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng được chia sẻ nhiều hơn. Lúc nhỏ cô có đóng trong vở Vợ 16 chồng lên ba cùng ba và nghệ sĩ Tài Linh, tuy nhiên cuối cùng cô không theo nghiệp của cha. Tôi cũng có đam mê ca hát từ nhỏ, tuy nhiên tôi không theo nghề của cha. Sau khi lập gia đình, tôi sống ở nhà chồng và có công việc riêng. Cuối tuần tôi chở cháu về thăm ông ngoại, Hồng Loan chia sẻ. Ngày bé, Hồng Loan có ngoại hình xinh xắn, gương mặt cô đẹp một cách hài hòa, nhiều đường nét được cho là thừa hưởng từ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Càng lớn, Hồng Loan có sự thay đổi về ngoại hình, trông hiền lành, phúc hậu. Những đường nét xinh xắn vẫn giữ được đến hiện tại. Tưởng chừng với một mối quan hệ không được công khai rộng rãi, Hồng Loan sẽ hiếm xuất hiện cùng ba. Nhưng thực tế, hiện tại có rất nhiều hình ảnh giữa cô và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lúc ông tại thế. Hồng Loan cũng có nhiều hình ảnh kỷ niệm bên ba. Những năm cuối đời, cô thường xuyên ghé qua nhà riêng của ông, thăm hỏi, chăm sóc. Trong một số đoạn clip ca sĩ Hồng Phượng đăng, cháu ruột nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có chia sẻ lên mạng xã hội, Hồng Loan thực chất vẫn xuất hiện. Con trai cô cũng gọi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là ông ngoại, nhưng vì trước đây, giọng ca Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài chưa công khai con, khán giả không để tâm quá nhiều đến sự xuất hiện cũng như cách xưng hô giữa họ. Hiện những hình ảnh về Hồng Loan và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn đang được người hâm mộ quan tâm chia sẻ. Chiếc xe Hoa hậu Phương Lê tặng con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có giá bao nhiêu? Phương Lê và Hồng Loan mới đây đã công bố thông tin chính thức kết nghĩa chị em, khiến nhiều khán giả rất mừng. Mừng cho Hồng Loan có một người chị tốt và luôn bảo vệ kẻ yếu. Mới đây nhất, Phương Lê bất ngờ dành tặng cho Hồng Loan một chiếc xế hộp mới. Con gái của nghệ sĩ Vũ Linh cho biết, xế hộp này là do chị Phương Lê tặng cô nhân dịp lễ kết nghĩa chị em. Chiếc xe mà Phương Lê tặng em gái kết nghĩa là Kia Sedona, bản cao cấp nhất hiện nay. Chiếc Kia Sedona mà Phương Lê tặng Hồng Loan là phiên bản Felip đời 2023, có giá hơn 1,2 tỷ đồng. Kia Sedona có 3 hàng ghế rộng rãi cho 7 người lớn ngồi. Sedona được trang bị hệ thống thông tin giải trí AVN, màn hình cảm ứng 8 inch, kết hợp GPS, 6 loa Infinity, kết nối USB, Bluetooth với chất lượng âm thanh sống động. Kia Sedona là mẫu xe hiếm hoi được cung cấp cả hai tùy chọn động cơ xăng và diesel. Cụ thể, động cơ diesel tăng tấp 2,2 lít có công suất tối đa là 197 mã lực tại 3.800 vòng 1 phút và moment xoắn cực đại 440 tại 1.750 đến 2.750 vòng 1 phút kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Còn động cơ xăng 3 lít 3 có công suất tối đa là 266 mã lực tại 6.400 vòng 1 phút và moment xoắn cực đại 318 tại 5.200 vòng 1 phút kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Hồng Loan vui vẻ trong ngày bàn giao xe, cô nói: "Từ nay em có thêm phương tiện để ship khô gà cho bà con cô bác rồi. Kiểu này em sớm thành đại gia mất thôi." Phương Lê cũng rất mừng khi Loan đồng ý nhận món quà này. Nàng hậu còn tuyên bố sẽ hỗ trợ Hồng Loan mở rộng công việc kinh doanh. Chị cho biết hiện nay mỗi ngày Hồng Loan bán được cả ngàn đơn hàng, khiến cả nhà rất phấn khởi. Cuộc sống của Loan hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Tất cả là nhờ sự yêu thương của mọi người, đặc biệt là những khán giả yêu quý bà Vũ Linh. Phương Lê sinh ra tại Trà Vinh. Trước khi trở thành hoa hậu quý bà hòa bình thế giới, cô là doanh nhân thành đạt và từng đạt được giải Á hậu 1, Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2015. Hoa hậu Phương Lê sở hữu nhan sắc mặn mà, thân hình chuẩn chỉnh, cùng khả năng kinh doanh nổi bật. Quả không ngoa khi nói cô là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Phương Lê trở thành Hoa hậu quý bà hòa bình thế giới 2017, từ đó tên tuổi của cô được công chúng biết đến nhiều hơn. Khi đó cô là một nữ doanh nhân đầu tư bất động sản có tiếng nên được bước lên mây.
Thời gian đó, cô bắt đầu xuất hiện trước công chúng với tư cách là khách mời trong các chương trình gia đình và phụ nữ là chủ yếu. Ngoài ra, việc kinh doanh cùng Hoa hậu Phương Lê cũng lên như diều gặp gió, cô tỏ ra khá mát tay trong lĩnh vực kinh doanh mảng địa ốc làm đẹp. Ngoài việc nhan sắc xinh đẹp và khả năng kinh doanh tài giỏi, tài sản thuộc những nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam, thì Phương Lê còn được biết đến là một người luôn đứng ra bảo vệ cái yếu, như trước đó cô đã bảo vệ Hồ Văn Cường, khiến Phương Lê được rất nhiều người ủng hộ. Con gái Vũ Linh lấn sân showbiz được đài truyền hình đến tận nhà quay phim, Hồng Phượng tỏ thái độ tạm gác mọi ồn ào. Mới đây, Hồng Loan bất ngờ gây chú ý khi được một đài truyền hình tìm đến tận nhà. Nhiều người đặt nghi vấn liệu Hồng Loan sắp lấn sân showbiz hay chỉ đơn giản là tham gia một chương trình phóng sự, show truyền hình nói về người ba quá cố. Chưa rõ Hồng Loan sẽ lên sóng với vai trò nào, nhưng nhiều khán giả tỏ ra vô cùng hào hứng với thông tin này. Giữa lúc dân tình bán tin bán nghi, Hồng Loan tiếp tục công bố tin vui. Cô nàng bày tỏ vui mừng khi hoàn thành ước nguyện cho ba sau hơn 4 tháng vất vả, chạy ngược chạy xuôi để lo liệu mọi thứ chu toàn. Hồng Loan tiết lộ, hoàn thành khu phòng thờ cho ba với thiết kế vô cùng khang trang, lộng lẫy. Hồng Loan nói, cuối cùng con đã hoàn tất căn phòng mới cho ba, con vui lắm ba ơi. Em xin cảm ơn anh hai Vũ Luân và chị ba Bình Tinh đã cùng em lo chu toàn cho ba. Có thể thấy, ba người con của Vũ Linh rất đồng lòng khi cùng nhau xây dựng gian phòng thờ khang trang cho người ba quá cố. Hồng Loan còn dành lời tri ân sâu sắc đến những khán giả trong và ngoài nước đã yêu thương và luôn đồng hành cùng cô thời gian qua. Con cũng xin gửi lời cảm ơn cô chú, anh chị khán giả trong ngoài nước đã ủng hộ con và gia đình nhỏ của con suốt thời gian qua. Mọi người là nguồn động viên lớn nhất của con. Con luôn trân trọng và biết ơn nhiều lắm. Hồng Loan chia sẻ. Hồng Loan nói thêm, ba anh em mình đồng lòng lo chu toàn mọi việc để ba được vui và an lòng nha anh chị. Em tin chắc ba đang rất hạnh phúc cùng các con của ba và các cô, các chú, các bác, anh chị khán giả trên mọi miền đất nước. Không riêng gì Hồng Loan, nghệ sĩ Bình Tinh khi chứng kiến hình ảnh bàn thờ ba nuôi được đặt trong căn phòng khang trang cũng xúc động viết. Ba ơi, ngôi nhà mới này ba có thích không? Con vui vì vẫn tiếp tục được lo lắng cho ba, dù ba không còn hiện hữu bên con nữa. Cảm ơn em bé Loan đã chu toàn mọi thứ cho ba giúp chị. Chứng kiến hình ảnh được nghệ sĩ Bình Tinh hay Hồng Loan chia sẻ, khán giả vui mừng, mong cho các con và người thân của nghệ sĩ Vũ Linh sớm vượt qua nỗi đau mất mát để tiếp tục bước tiếp trên con đường phía trước. Nhiều người còn cảm thán trước tình cảm anh em vô cùng đẹp đẽ của ba người con Vũ Linh, tuy không ruột thịt nhưng lại rất khăng khít và thương yêu nhau. Trước đó, Hồng Loan cũng vui mừng khi hoàn thành một tâm nguyện khác của ba, chính là khắc pháp danh của cố nghệ sĩ lên bia mộ. Ba ơi, con đã làm theo tâm nguyện cho ba rồi, con mừng lắm ba. Ba hãy an lòng, mọi việc con sẽ chu toàn, để ba được an tâm, con cháu nhớ ba. Có thể thấy sau nhiều ồn ào không đáng có, Hồng Loan đã âm thầm hoàn thành tâm nguyện cho người ba quá cố. Hồng Loan còn hứa sẽ cố gắng lo liệu chu toàn mọi việc nhằm để an ủi linh hồn ba nơi chín suối. Trái ngược với Hồng Loan và hai người con nuôi là Bình Tinh và Vũ Luân, thì cháu gái Vũ Linh là Hồng Phượng vẫn bị anti đeo bám, tẩy chay mọi phương diện. Bất chấp việc bị khán giả ném đá, trên trang cá nhân Hồng Phượng vẫn cập nhật hình ảnh cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nàng đăng ảnh đi quay game show mới kèm dòng trạng thái, không nói gì. Phía dưới bài viết, cư dân mạng để lại nhiều bình luận công kích mỉa mai. Thậm chí họ tuyên bố sẽ tẩy chay tất cả chương trình có mặt của Hồng Phượng trong thời gian tới.